Ranger xin giao lưu với nhà mình một cây hải châu lá nhỏ tông cao thiên nhiên luôn nha. Cái này có mã số là 116, hoành gốc là 9, cây cao 80. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh đầu năm, lấy lọc 450k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh lấy lọc luôn, 450k bao ship. Cây tông cao thiên nhiên, cây sống khỏe rồi, nhưng mà yên tâm nha. $450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cây hải châu lá nhỏ tông cao thiên nhiên. Cây này nhà vườn xin giao lưu có mã số là 117, hoành gốc 12, cây cao là 63, cây một cốt, mình làm cây form thiên nhiên nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 350k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh luôn, lấy lọc đầu năm luôn nha. 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cây hải châu lá nhỏ tông cao thiên nhiên. Cây này có hoành gốc ở đây là 9 nha. Cây này mã số là 118, hoành gốc 9, cây cao 80. Ở đây nó có thân phụ nha, thân sống luôn, cũng lắc lượng nhẹ nha. Sống được tới đây, còn cái đoạn đây thì nó bị khô rồi. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 400k bao ship. Giao lưu nhanh để lọc luôn nha, 400k bao ship. Lấy lọc năm mới để có kinh phí đi lô mới luôn nha. 400k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cặp hải châu lá nhỏ sống khỏe. Cây cao nhất là có hoành là 7 nha, cao 45. Cây bên này thì cũng na ná thôi, cái này cao chắc cỡ tầm 25. Hai cây này đều sống khỏe rồi, mã số là 119. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 450k bao ship luôn nha. Dọn vườn nhanh luôn, giao lưu nhanh lấy lọc đầu năm luôn. Kiếm một tí lọc để đi làm đồ mới về giao lưu nha. 450k bao ship, rất chi là mềm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình là một cây bùm sụm lũa quách âm thân luôn nha. Cây này thì cái phần đây nó bị tuột rồi, phần đây trở lên đây là khô lũa nha. Phần đây sống này, phần đây sống. Cây này có mã số là 120, hoành gốc là 21, cây cao 39. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 400k bao ship luôn nha. Bùm sụm hay còn gọi là trà phúc kiến, 400k bao ship. Thì nếu mà Sơn làm cây này thì Sơn lấy cái này làm đỉnh, cho ngã tí xíu. Thằng này mình làm bay qua luôn, thằng này mình làm lũa. Nhưng mà cái thằng lũa bùm sụm thì nó cũng không có tốt cho lắm, nó cũng mau mục. Cho nên là có khả năng là ví dụ thì mình ấy tới đâu là được tới đó thôi, làm ở đây. Còn thằng này mình làm đỉnh, cho cây này bay luôn. 400k bao ship. Cái này để ok. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cây hòn dương. Hòn dương thì nó có 3 loại nha. Một loại là hòn dương Indo, lá rất là nhỏ. Một loại là hòn dương lá dài, đây là hòn dương lá dài. Còn một loại nữa là hòn dương lá tròn, nó chắc cũng gấp nửa cái lá này. Đó. Nó có 3 loại, nhưng mà hai loại lá dài và lá tròn là ở Việt Nam, còn cái loại lá nhỏ kia hòn dương Indo thì xuất xứ tận Indo lận. Nhưng mà hoa trái thì như nhau. Nói chung là hoa trái nó không đặc sắc đâu, nhưng mà nó đặc sắc là cái da của nó này, cái da của nó này nhìn nó rất là khác biệt, rất là xù xì tự nhiên. Đó, cái da của nó này rất là xù xì tự nhiên, nhưng mà cái bọc bên ngoài á, nó như là xốp vậy, nó như là xốp vậy. Rồi cây này có mã số là 21 nha cả nhà, 121.
hoành gốc là 26, cây cao là 45, bầu ươm hiện tại là 35. Cây này mình xin giao lưu nhanh, lấy lọc luôn, 500k bao ship luôn nha, 500k bao ship lấy lọc luôn. Hòn dương 500k bao ship lấy lọc luôn nha. Cây sống khỏe nha, mình yên tâm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cây cẩm thị phong thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây này thì chỉ có thân bên này sống thôi, thân bên này là lũ rồi. Nó thân bên này là lũ, nói chung là anh một bên, em một bên. Đó, hai thằng nó khác biệt nhau nha. Đó, thằng này bên này mình làm lũ. Ồ, thằng bên này mình làm lũ, thằng bên này mình làm tay cạnh bên này. Đó. Liền cốt luôn. Rồi cây này có mã số là 122, tổng hòn á, tổng hòn hai thân luôn là 55, riêng cái thân này không là 24. Bầu ươm hiện tại là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship luôn nha. Wow, lũa đẹp. Lũa thép luôn. Lũa thép khá là đẹp. Lũa đây này. Lũa đây ok nè. 500k bao ship. 122. Cẩm thị lũa thép. Lũa ok luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cụm rừng cẩm thị sống khỏe luôn nha. Cụm này có 3 thân chung cốt luôn. Có mã số là 123. Tổng hoàn là 63. Hoàn thân đây lớn nhất là 14. Cây cao là 60. Bệ này, bệ đất là tầm 45. Bầu đất là tầm 45 nha. Rồi cái này nhà vườn xin giao lưu là 550k bao ship luôn. 550k bao ship. Ba thân chung cốt luôn nha. 550k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cụm rừng hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Cụm này có mã số là 124. Chiều cao là 35. Bầu ươm là 25. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh, lấy lọc luôn, 400k bao ship luôn nha. Cụm liền cốt sống khỏe luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cây sam hôi nha. Sam hôi hay còn gọi là sam hương ninh thủng á. Cái lá này nó hơi hôi hôi nha, mà lũ rất là đẹp. Nó cũng giống như là cái dòng giống sam ngọc vậy, nhưng mà cái lá nó hôi. Mấy anh em hay gọi là sam hôi á. Còn thằng sam hương Đài Loan nó khác nha. Cái này là nó giống như na ná, gần giống như sam ngọc. Lũ rồi cũng gần giống sam ngọc luôn, lũ thép. Rồi cây này có mã số là 125. Hoành là 39, cây cao 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. Cây lũ rất là đẹp. Cây này mình làm form bay là ok rồi. Cây này mình làm đỉnh nè. Đó, mình bay ra đây là ok luôn. Cây này lũ đẹp. Cây này thân nó cũng như là sam hương rồi nha. Giống như sam ngọc rồi nha. Mình ngay từ nhỏ mình dìu trước đi, chứ mình để là nó sẽ cứng. Nói chung cây nào cũng vậy thôi, nó gần giống như sam ngọc đó. Lũ nè, 600k bao ship. Bây giờ vừa xin qua cây này luôn nha.